phòng Friendly Tax và Insurance Services đại diện cho Farmers Insurance, chuyên lo về tất cả các loại bảo hiểm xe, nhà, nhân thọ, cơ sở thương mại, sức khỏe, worker comp và umbrella. Đặc biệt chuyên lo cho quý vị nào có mức lương trung bình để hưởng được chương trình chính phủ cho một chiều là 295 đồng, một chiều rưỡi là 332 đồng cho một năm. Ngoài ra, văn phòng còn chuyên nhận về sổ sách kế toán, payroll lương nhân viên, sales tax cho các cơ sở thương mại như nhà hàng, chợ, liquor, tiệm tóc, tiệm nail, v.v. Xin liên lạc chúng tôi tại 714-638-1260, 714-638-1260.